Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hoàn thành lắp cầu phao Phong Châu trong 90 phút. Trong 90 phút, hơn 200 chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh đã hoàn thành lắp cầu phao gần cầu Phong Châu bị sập. Dự kiến, từ sáng mai, ô tô con và xe thô sơ có thể qua cầu. Sáng 29 tháng 9, Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh đã bắt cầu phao PMP 60 tấn cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 400 m về phía hạ lưu sông Hồng. Để lắp cầu phao Phong Châu, Lữ đoàn 249 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện các loại thực hiện nhiệm vụ. Cầu phao được lắp đặt tại vị trí cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 400 m về phía hạ lưu sông Hồng. Vị trí lắp cầu phao bờ tả thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, bờ hữu thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, từ chiều 28 tháng 9, lực lượng công binh đã thả các nhịp phao xuống sông Hồng, sau đó neo tại bên bờ phía huyện Tam Nông, chờ sáng nay ghép nhịp cầu. Đến trưa 29 tháng 9, các nhịp cầu phao Phong Châu cơ bản đã được ráp vào nhau, cầu phao đã thành hình. Sau khi hoàn thiện mặt cầu phao và các công tác bảo đảm an toàn, đơn vị thi công sẽ tiến hành chạy thử tải, kiểm tra độ an toàn. Dự kiến sáng 30 tháng 9, lực lượng chức năng sẽ cho người dân, phương tiện lưu thông qua cầu. Cầu được vận hành trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Lực lượng chức năng chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông một chiều khi qua cầu. Thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30 m, vận tốc không quá 10 km/h. Trong đó, xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông một chiều khi qua cầu. Thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30 m, vận tốc không quá 10 km/h, thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ thông tin. Vụ sập cầu Phong Châu sáng 9 tháng 9 vừa qua khiến 8 người gặp nạn, đến nay vẫn còn 4 người đang mất tích. Được cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm, gồm Nguyễn Thị Lan, 19 tuổi, huyện Tam Nông, Phú Thọ, Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, Đắk Nông, Nguyễn Thị Bích Hằng, 36 tuổi, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Nguyễn Thị Yến, 45 tuổi, khu 17, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt khoản kinh phí 9,13 tỷ đồng để triển khai trục vớt cầu Phong Châu và các phương tiện gặp nạn trong vụ sập cầu. Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đề xuất xây dựng cầu Phong Châu mới tại vị trí cầu cũ đã bị sập. Cầu mới có chiều dài 400 m và đường dẫn cầu dài 600 m. Tổng mức đầu tư 875 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh cho biết, qua kiểm tra, cầu phao hoàn toàn bảo đảm để tổ chức giao thông cho bà con qua sông Hồng. Trong hôm nay, chúng tôi tiếp tục những việc còn lại để các xe thô sơ có thể qua cầu thuận tiện, Đại tá Giang nói. Ông Giang cho biết, dự kiến từ 6 giờ sáng 30 tháng 9 sẽ bắt đầu thông xe cho đến 22 giờ. Từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau sẽ cắt cầu để kiểm tra kỹ thuật và để tàu bè qua cầu. Để bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật, thử tải và chạy thử nghiệm trên cầu, trong thời gian đầu chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải đi một chiều, các xe thô sơ, xe máy và xe đạp được lưu thông hai chiều. Sau đó, căn cứ vào tình hình kỹ thuật của cầu, lưu tốc và chiều rộng lòng sông, chúng tôi sẽ trao đổi thống nhất với chính quyền địa phương để dần tăng tải trọng của cầu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nhiều hơn, Đại tá Giang thông tin thêm. Phần cầu Phong Châu còn lại đang có dấu hiệu sụt lún, nghiêng. Sau khi kiểm tra thực tế cầu Phong Châu chiều 27 tháng 9, Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ phối hợp đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ
phản ánh mặt cầu Phong Châu, nhịp số 5, N5 đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng, trụ T6 bị sụt lún. Các nhịp cầu số 2, 3, 4 có dấu hiệu bị vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng. Công an nhận định, phần còn lại của cầu Phong Châu ở phía xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao có thể bị sập bất cứ lúc nào, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cần thành lập tổ công tác đánh giá để có biện pháp xử lý kịp thời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ đổ trụ cầu T7 và hai nhịp cầu N6, N7 của cầu Phong Châu thuộc km 18 300 quốc lộ 32C, nối huyện Tam Nông, Lâm Thao vào sáng 9 tháng 9 vừa qua. Quân đội chuẩn bị những bước cuối cùng thiết lập cầu phao Phong Châu. Khoảng 29 đốt cầu phao dã chiến đang được lực lượng công binh thả xuống khu vực cầu phao Phong Châu, chuẩn bị cho việc thiết lập cầu phao, phục hồi giao thông hai bên bờ những ngày tới. Chiều 28 tháng 9, đông đảo cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 249, binh chủng công binh cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động để lần lượt thả các đốt phao dã chiến xuống sông Hồng, cách không xa cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9. Các nhịp phao được lực lượng quân đội vận chuyển bằng xe chuyên dụng theo một dốc thoai thoải đổ bê tông chắc chắn phía bên bờ xã Hương Nội, huyện Tam Nông, Phú Thọ rồi thả xuống sông Hồng. Sau khi xuống sông, các đốt phao với dây buộc sẵn được kéo vào sát bờ và neo lại, chờ tiến hành kết nối theo kỹ thuật của cầu phao dã chiến. Ghi nhận tại hiện trường, một tổ chiến sĩ công binh phối hợp kéo phao vào vị trí tập kết. Cùng lúc, việc tìm kiếm 4 nạn nhân cuối cùng cũng như điều tra nguyên nhân vụ sập cầu Phong Châu xảy ra gần 3 tuần trước vẫn đang tiếp tục. Vị trí cầu phao nằm cách cầu Phong Châu đã bị sập khoảng 400m xuôi về phía hạ lưu. Những ngày qua, lực lượng công binh đã san lấp mặt bằng, giải đá, đổ bê tông để tạo ra một dốc thoai thoải xuống dưới mặt nước. Trong ảnh là đường dẫn xuống cầu phao phía bờ Tam Nông, đi chéo góc rồi rẽ xuống sông. Đối diện bên kia là phía xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với đường dẫn dốc đi thẳng, vuông góc xuống sông Hồng. Trong quá trình thi công, hàng trăm khối đá kích thước lớn đã được đổ xuống hai đầu dốc để tạo móng, chống sạt lở hai đầu cầu phao. Tuy nhiên, phía dốc bên Lâm Thao những ngày qua vẫn bị hư hỏng nên máy xúc đang tiếp tục gia cố để chuẩn bị đổ bê tông hoàn thiện. Hai chiếc xe chuyên dụng, mỗi xe chở một đốt phao lùi xuống dốc đầu Tam Nông đến vị trí mép nước, đốt phao được thả xuống, mở bung ra. Tiếp đó, chiến sĩ công binh phải thao tác để khóa cứng các khớp xoay. Từng đốt phao như vậy được kéo đến khu vực tập kết rồi tiếp tục khớp nối thành các đoạn phao dài hơn. Trong ảnh là một đoạn phao dã chiến gồm 3 đốt được khớp nối chặt chẽ với nhau. Tùy mực nước sông Hồng, đoạn qua Phong Châu cao hay thấp mà cầu phao sẽ dài hay ngắn. Nhưng ước tính cầu phao này gồm khoảng 29 đốt. Với các đoạn phao được lắp đặt trước như thế này, dự kiến sáng mai ngày 29 tháng 9, các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 sẽ tiến hành những thao tác cuối cùng, kết nối các đoạn phao lại với nhau và nối hai bờ Tam Nông, Lâm Thao. Dự kiến cầu phao Phong Châu khi đi vào hoạt động sẽ bảo đảm giao thông từ 6 đến 20 giờ hàng ngày. Sẽ đóng mở cầu phao Phong Châu khi có phương tiện thủy lưu thông. Chi cục đường thủy nội địa khu vực 1 Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất phương án vận hành cầu phao Phong Châu sau khi hoàn thành lắp đặt, đảm bảo an toàn. Theo đó, chi cục đề xuất phương án đóng mở cầu phao Phong Châu một lần trên ngày, thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ hàng ngày, linh hoạt số lần đóng mở tùy theo phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực. Phương án này được đưa ra dựa trên lưu lượng phương tiện thủy lưu thông tại khu vực luồng qua khu vực lắp đặt cầu Phong Châu không lớn. Thống kê tại trạm quản lý đường thủy nội địa Cổ Tiết trong năm 2023 cho thấy mỗi tháng tại luồng giao thông đường thủy này có khoảng 120 lượt phương tiện lưu thông, chủ yếu chở vật liệu xây dựng và đánh bắt thủy hải sản, trọng tải phương tiện đến 300 tấn. Sau khi thống nhất với đơn vị vận hành cầu phao, chi cục sẽ ra thông báo hạn chế giao thông, thông báo thời gian đóng mở cầu phao, gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng, các sở giao thông vận tải, chính quyền địa phương, thông tin đến thuyền trưởng điều khiển phương tiện biết để chủ động thời gian lưu thông qua khu vực đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trước đó, ngay khi cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9, đơn vị này đã thông báo cấm luồng đường thủy tại khu vực. Chi cục cũng yêu cầu các đơn vị khu vực lắp đặt báo hiệu thông báo cấm đi qua, báo hiệu chú ý nguy hiểm tại lưu lượng hạ lưu cầu Phong Châu.
đồng thời thiết lập một trạm điều tiết khống chế, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại phía thượng lưu, có nhân viên hướng dẫn ngăn ngừa các phương tiện đường thủy vẫn đi vào khu vực cấm luồng. Theo ghi nhận tại khu vực cầu Phong Châu ngày 22 tháng 9, lực lượng quân đội vẫn đang tiến hành gia cố hai bên bờ sông Hồng, huyện Tam Nông và Lâm Thao. Một số đốt phao trước đó đã được thả để phục vụ cho công tác thăm dò, khảo sát mực nước, dòng chảy. Khi đảm bảo an toàn và hoàn thành lối lên xuống hai bên, sẽ tiến hành lắp cầu phao phục vụ người dân. Cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ. Một bộ phận lớn công nhân từ huyện Tam Nông qua cầu Phong Châu để làm việc tại các khu công nghiệp ở bên kia sông. Kể từ khi cầu Phong Châu bị sập đến nay, nhiều người phải vượt hàng chục, hàng trăm km mỗi ngày để đi làm. Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9 tháng 9 do lũ trên sông Thao Hồng lên rất cao, chảy xiết, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định thời điểm xảy ra sự cố, có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có một ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện, 8 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 3 nạn nhân, đó là Lương Xuân Tê, chị Nguyễn Thị Hát, hai vợ chồng cùng ngụ huyện Thanh Thủy và Hà Quốc Xê, ngụ xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.